Hôm nay quay trở lại với cái video tiếp theo mọi người nhá. Đây, anh em chúng mình hôm nay là làm cái món tôm chiên xù đây. Đây mọi người thấy chưa? Em có chú em cũng ra chú đạo diễn cái món này, mình như là caramel. Thôi để Thuấn nó dán được. Này đại gia đình nhà mình có bữa tập trung đầu năm rồi. Mấy anh chị em nhà mình mỗi người món làm cái món tôm chiên xù đấy. Bột thì đã pha. Chú Thìn, thì cũng được, để chị lại tí ra mà vào trong kia chị xem nó có cái sao đó nữa. Món này với bỏ chốc ăn ngon nhỉ. Tôm này nó là tôm kiểu tôm sắp lột đấy. Tôm này gọi là tôm lột đấy. Ngon lắm. Đây là có cái bột chiên nó đã có sẵn rồi này mọi người. Là chỉ có gọi là cho các em làm lên trên này để nó xoay cho nó ngấm hết cái bột này vào là ok thôi. Cho vào chảo kia, chảo dầu cái sôi đấy ở Thuấn, lăn tăn đấy. Đầu năm mọi người nhà mình đều tập trung rất đông đủ, anh em mình lại làm mấy món này. Khai xuân đầu năm. Cứ cho đủ bột vào để ngấm cho nó. Đây, hai chú em mình. Một chú là mới đi lính về nhưng mà trong quân đội cũng biết nhiều món, cũng biết tay dao tay thớt nhá. Cho về cái là phải cho bếp luôn. Đây, còn chú Thuấn này thì đã xuất hiện trên cái kênh YouTube của mình nhiều lần rồi, mọi người biết rồi. Sở trường của chú là đá bóng mà nghề tay trái nữa là nấu ăn. Nghề tay trái luôn. Nghề tay trái luôn. Cái này thì nói chung là cứ chịu khó nấu một lần hai lần đều không được thì lần thứ ba là ok. Dầu này có ít quá rồi thôi. Có đủ không? Đủ nhỉ. Thực ra cái tôm này nó có bột chiên rồi, chiên giòn rồi nên mình làm thì nó cũng dễ thôi. Nấu nướng mình cho hẳn cái bếp ga công việc ngoài sân này nấu nó nhanh mà thoáng. Tàu có sẵn đầy không? Cái nào hỏi rồi rồi bột cũng gì nữa. Cái bột đấy đủ chưa? Tôm nó bắt đầu ngả chuyển màu rồi, nấu nhanh. Ông nhà bác còn chuyên đi nấu đã có bột vàng vàng thôi, bột chiên kiểu như dạ ấy. Đây là cá đúng không anh? Hả?
hết chỗ bột đấy là đủ không? Thằng thiếu rồi. Đúng không? Không hát còn một ít tôm ở bên kia đấy. Mẻ đầu tiên đây mọi người. Chỉ vớt ra ngoài cái cổ lát nữa mà cho lên mâm nấu ban kê thôi. Hết chỗ bột đấy là được đấy, đủ rồi. Cái nào nghe thất đi, không nghe giải một ít đi. Chiên này nó cũng nhanh đúng không? Chiên này là tính được là nhanh ấy. Luộc nhanh hơn. Được không? Luộc, luộc cái một mẻ thôi, còn cái này nó nhiều mẻ. Đó, em quay mấy cái video cho các em nữa. Biết đâu được mấy hôm nữa trở thành đầu bếp siêu hạng ấy thôi. Nào đấy là người nổi tiếng. Thôi chỗ nào còn thừa thì bỏ thôi. Người ta hết được cái chỗ bột kia nha. Cái bột kia nếu mà nó thừa thì nó mà thiếu thì chắc phải là gì thêm ấy.
Bột chắc khả năng phải pha thêm nhỉ? Bột chỗ này là đủ rồi. Cái này thôi. Chưa, nước này hết rồi. Nước pha đâu rồi? Trong này. Bột quá chiên xù nữa. Chiên xù đủ rồi. Chiên xù có rồi, đủ rồi. Một cái bột nữa thôi, thiếu bột nữa. Không thế là được rồi đấy. Vậy thôi. Do cái bột này vừa bắt thôi. Này bốn đĩa thoải mái nhỉ. Ô vấn đề. Chào cô chú ạ. Đó. Làm gì đây?